Ngã bây giờ. Ngã thế nào được mà ngã. Mà Phú nghĩ nhá, hến mà có ngã xuống đây thì Phú vớt được không? Nhưng mà ngã rồi chết thì sao? Úi dồi ôi, chết thế nào được. Hến mà ngã xuống đây nhá, hến còn lâu mới chết, hến nổi phình phành. Ơ, sao lại thế? Thế hến có nhìn thấy con vịt không? Hến có biết tại sao con vịt nó xuống nước nó nổi không? Không. Tại vì mông con vịt nó to. Ui, thế hến đợi Phú lâu chưa? Đợi lâu lắm rồi đấy. Thôi, hến đi về đây. Sao hến lại về? Phú mất bao nhiêu công mới lừa được con vợ ở nhà mà hến lại về là sao? Bây giờ ấy, sắp Tết rồi, em còn phải về này, đi vay gạo này, còn đi Hà La Rong này, qua bánh chưng nữa chứ. Sao Tết lại phải đi vay gạo, phải đi hái La Rong là sao? Thì nhà làm gì có tiền đâu, làm gì có gạo. Sao lại cứ nói đến tiền nhỉ? Biết ai đây không? Phú. Phú là gì? Là gì? Phú có nghĩa là chủ phú. Chủ phú có nghĩa là giàu có. Đừng nói đến chuyện tiền với Phú nhé. Phú ấy, lúc nào cũng chỉ được cái mồm thôi. Từ. Làm gì đấy? Nhìn hến ở góc này, nó mới lung linh, nó mới xinh đẹp làm sao. Như này, mà vừa rồi hến nói cái mồm, thì hến có biết được rằng là con người ta sinh ra lạ nhất là cái mồm. Nhưng mà sao lại thế? Ồ, thế hến không thấy là từ cái mồm con người ta có thể nói ra được những lời tình yêu à? Rồi từ cái mồm nhé, người ta có thể làm được ra rất nhiều tiền. À đấy, lại nói đến tiền. Hôm qua Phú vừa sang nhà hàng Tuất, nó định bán cái mảnh đất của nó. Phú chỉ cần dăm ba câu đầu lưỡi thôi, Phú đã mua được mảnh đất của nhà nó với một cái giá rất là rẻ. Sau rồi Phú sang tay cho người khác, Phú kiếm cả đống tiền. Đấy, nhiều tiền thế mà có cho hến đâu. Không tin à? Này, sờ đi, sờ xem có đúng có tiền không hả? Nhưng mà khổ một nỗi là cái con mụ vợ của Phú ấy, nó tinh quái lắm. Phú cứ làm ra được đồng nào thì nó lại tịch thu đồng ấy. Thế là Phú lúc nào cũng không có tiền trong người. Nhiều khi Phú muốn cho một người mà Phú yêu thương nhưng mà cũng không có để mà cho, nghĩ nó khổ. Thế là lần này vẫn không có tiền cho hến. Lần này Phú đã giấu được một số tiền không nhỏ. Phú sẽ tặng hến. Ngã. Úi dồi ôi, nhìn thấy tiền rồi nhảy cái phọc cái xuống. Thế sao nó không lộn về phía đằng sau nhỉ? Không. No. Thế thỏa mãn chưa? Hả? Thích chưa? Được rồi. Thế được rồi thì bây giờ là trời đẹp thế này, hến cho Phú nhé. Trời ơi, trời ơi, cái lão kia. Tiên sư. Tiên sư. Ôi trời ơi. Làm cái gì đấy hả? Tiên sư con này, tại sao mày hẹn là mày trả tiền ông mà mày cứ khất lần mãi là mày đưa đây. Đưa đây thì còn có lần sau rồi. Đưa ngay đây còn có lần sau không là toi. Làm cái trò gì đây hả? Đấy, đòi tiền rồi ơi, đòi tiền cái kiểu gì hả? Đòi tiền cái kiểu gì mà phải quỳ xuống thế? Ôi dồi ôi, bà đúng là không hiểu cái gì. Bà không thấy là người ta có câu là khi cho vay tiền thì đứng mà khi đòi tiền thì lại quỳ à? Lắm mồm. Làm cái gì đấy hả? Quốc đâu? Quốc đây này. Trời ơi, làm cái gì mà cuống hết cả lên thế hả? Còn kia. Dạ. Mày làm cái gì mà để cho chồng bà phải quỳ xuống thế hả? À, dạ bẩm bà, tại vì là Tết nhất đến nơi rồi, nhà con cũng khó khăn đến đây là hôm nay con mới trả tiền cho ông được ạ. Thấy chưa? Nghe bà nói đây. Dạ. Vay ấy là phải trả. Nghe chưa? Dạ vâng. Đấy. Vay là phải trả. Cái gì? Hả? Ai vay? À, mày vay? À, dạ vâng ạ. Dạ bẩm bà, con vay ạ. Nó vay, nó vừa trả đấy. Đấy, nhớ chưa? Có vay là phải có trả. Dẫm. Nhìn cái gì hả? Nhìn cái gì? Nhìn xem nó còn giấu tiền ở đâu. Cứ nhìn cái gì? Giấu ở đâu? Tiền đây này. Giấu cái gì? Vớ vẩn toàn lý do lý chấu thôi. Mà tôi hỏi ông đây,
Cái việc hôm qua tôi nói ông đã làm chưa? Hả? Một ngày bà nói đến nghìn câu ấy, ai biết là việc gì. Ôi, tôi biết ngay mà. Ông đầu óc có lộn tận trên mây ấy, có nhớ cái gì đâu. Cái việc quan trọng như thế mà nói tay này nó sang tay này là thế nào? Hả? Việc gì với bà cái mà chẳng việc quan trọng. Mà đê điều lũ lụt năm ngoái đấy, ông nhớ chưa? Cái vụ mình quyên góp nha. Chứ còn gì nữa. Tôi đã bảo ông rồi, bây giờ ông phải nghĩ xem là mua cái quà gì để biếu cho lão Lý nhá. Bịt mồm lão ấy vào. Chứ bây giờ mà cái vụ lũ lụt quyên góp đến mà nó lở ra một cái thì thôi rồi, ôi đi tù cả lút. Biết rồi. Thế nhưng mà làm gì có tiền mà mua quà. Tiền đây chứ đâu? Tiền vừa đòi của nó. Ôi ôi. Bà có bao giờ bà đưa tiền cho tôi? Đây là tiền tôi vừa đòi của nó nhá, nhá. Thì mới khó được nhá. Làm sao? Hả? Ông làm cái trò gì đấy? Hả? Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà. Với vợ con ông lúc nào ông cũng khó chịu. Mà cái người lúc nào cũng đầu gối tay ấp với ông, nâng khăn sửa túi cho ông thì lúc nào ông cũng giận cá chém thớt, ông đao to múa lớn quát mắng suốt ngày. Ôi giời ơi, đến cái lúc đi ra ngoài ấy, ông có để ý con nào ông tòm tem nó thì ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ôi giời, chỉ khổ cái tân già này thôi. Tôi làm gì có tiền cho người. Mà cái chỗ này mua được cái bánh chưng thì làm sao mà đủ mua cái bình. Mua được cái bánh chưng. Tiền. Thôi không phải nói nhiều nữa. Bây giờ đi về, tôi đưa tiền cho đi mà mua, nghe chưa? Mà nhớ nhá, làm mà không nên thần chết tủ thì đi về. Bà đi trước. Nó lại đẹp thế chứ nhỉ, nhờ chân nó nhơi, sao nó lại mát thế chứ nhỉ, nhơi sao nó lại mịn thế chứ nhỉ. Em thấy em mặc bộ này em có thấy có đẹp không? Đẹp, thật ra thì em mặc bộ nào cũng đẹp hết. Cái nhỏ chỉ được cái nó đúng thôi. Em mặc cái bộ này nhé, em đẹp như bà Phú luôn. Sao lại như bà Phú? Tại so sánh với bà Phú? Thế thì về ở với bà Phú đi. Không, ôi hén đừng nóng. Ý của Phú là Phú sẽ về, Phú đuổi bà Phú đi để Phú đưa hến về làm bà Phú. Đỡ mà, cái mồm thôi. Mồm gì? Nhìn hôm nay nhé, hôm nay là quần áo đẹp rồi này, tiền lại cho rồi này, thế thì phải cho Phú nhá. Được rồi. Ông ơi. Nhân nhân mày. Tại sao cứ mỗi lần ông có công việc quan trọng thì mày lại cứ hét lên như cái còi là thế nào? Có chuyện gì? Ông ơi, bà bảo đi tìm ông gấp. Ui, bà Phú, em hết về đi, tí anh tìm nhanh. Biết ngay mà. Bà đâu, hả? Bà đâu? Bà ở nhà, bảo con đi tìm ông, tìm gấp ngay để hỏi cái chuyện cái bình. Bình nào? Cái bình mà bà dặn ông đi mua cái bình đấy. Bà đưa tiền cho ông rồi đấy. Ôi dồi ôi, chết cha tao rồi. Tao cứ mải chai mới mải lọ rồi tao quên bố được cái bình mua tặng lão Lý. Đây. Thì ông đưa tiền cho ông đi, chưa đi mua bình chứ để con đi mua cho. Đây, bây giờ mày đi mày mua họ ông một cái bình nhá. Để ông sang ông biếu nhá. Nhớ chưa? Ôi dồi ôi. Ôi ông ơi. Ừ. Sao ít tiền thế này? Cho này chỉ đưa mua được nửa cái bình thôi. 10 quan. Cái bình 20 quan cơ mà ông. Thì mày mua cái bình 10 quan. Mua cái bình 10 quan làm gì có bình là 10 quan. Bà biết giá rồi ông ạ. Bà bảo rồi phải đi mua cái bình 20 quan. Ui tôi chết rồi. Tao vừa rồi tao lại quá tay mua quần áo cho hến. Rồi còn lại cho tiền hến nữa. Cho nên là bây giờ thì
hay hay mày về mày vay bà cho ông bảo là không đủ mua thêm, lấy thêm mua nhá, nhanh. Ủi rồi ông không được đâu ông ơi. Sao thế? Bây giờ bà đưa cho ông 20 quan bảo mua cái bình đấy, bây giờ về lại bảo là bà đưa tiền thì thế thì ra bà luộc sống ông luôn. Ủi dồi ôi. Con còn bị lây nữa. Làm thế nào bây giờ? Thế mà cứ nhiều người cứ bảo là ông ngu. Tiên nhân mày xỏ ông à? Hả? Đâu con có dám đâu. Nhưng mà vì ông nghĩ ra cái kế này cũng thấy ông quá là thông minh. Chuyện thôi nhanh khẩn trương lên nhá. Nhưng mà ông ơi, con mua được bình về xong rồi con gói ghém cẩn thận ông nhá. Đúng rồi, nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ây nhưng mà ông ơi, cái gì nữa? Thì con có được cái gì không? Được cái này này. Cút. Con đi ngay đây. Úi dồi ôi, Hến ơi, đại phú. Lù rủ đấy. Ấy à, ôi trời cái thằng này. Ông đi chậm quá, con phải theo. Cái gì? Tôi thấy đi làm cái việc khuất tất này, tôi thấy nó dơ mặt lắm. Cái ông này, ông nói năng cái kiểu gì đấy hả? Ông bảo ai khuất tất hả? Đi ăn cắp ăn trộm gì mà khuất với chả tất, vớ va vớ vẩn. Mà tôi nói cho ông biết nhá, đằng sau lưng tôi ấy nhá, ông còn làm bao nhiêu cái việc dơ bẩn hơn tôi còn chưa thèm nói. Mà cái mặt ông cứ trơ ra, thế mà đi đây ông lại bảo là dơ cái gì? Đúng. Ông tán cho mày. Này, cái gì đấy? Thế nó nói sai à? Vớ vẩn, tôi nói cho ông biết nhá, cái việc ông với cả cái con Hến ấy mà tôi còn chưa thèm nói đâu đấy. Đừng có cái kiểu mà định qua mắt con này là không được đâu nhá. Bà thôi đi. Thôi cái gì? Ở nhà bà cạnh khóe tôi nhiều rồi. Đến đây thì bà không tha cho tôi được một tí rồi. Hả? Tha cái gì mà tha? Mà tôi nói cho ông biết, cho đáng lẽ ra cái việc này ấy là ông phải lo toan hết. Thế mà đấy, công to việc lớn thì cũng đến tay con này. Mà ông có biết điều đâu. Ông có ghi nhận đâu. Khổ thế cái gì này. Ôi nhưng mà bà ơi. Cái gì? Chiều nay con gặp con Hến nó đẹp thật. Cái gì đẹp hả? Mày đi theo ông, mày bắt chước ông mà mày bỏ ngay cái kiểu đi nhá. Chết chưa mày cha. Cái gì đấy? Hả? Thầy trò đừng có cái kiểu mà kẻ tung người hứng nhá. Thôi không làm chuyện nữa. Thì cái việc tôi giao cho ông thế nào rồi? Ôi dồi, nhắc mới nhớ. Việc bà giao ấy thì ý của bà nó là ý bề trên, làm sao mà tôi dám sai. Thằng kia, cái việc tao giao mày, mày làm đến đâu rồi? Hả? Mày đấy. Cái việc tao giao cho mày đâu? Việc gì ông? Ôi giời ơi, thế tóm lại là thế nào hả? Cái bình đâu? Con quên mất. Con để ngoài xe ngựa. Ôi giời ơi. Tân nhân nhà mày. Tôi lấy thầy trò nhà ông. Bà, khổ quá. Bà cứ nỏ mồm mà khen nó đi. Nỏ cái gì? Hả? Này. Có mỗi cái việc đấy thôi mà nó để xe ngựa mày mà làm vỡ thì mày chết với ông nha, mày chết rồi. Cái mồm. Chưa đi đến đâu thì vớ bà vớ bẩn. Đây rồi. Đây rồi. Làm sao mà con quên được. Mày mà còn quên lần nữa đừng có trách bà là ác nhá. Tôi đi vào. Này. Úi trời ơi, cái gì đấy? Đi đâu? Hả? Ô cái con này. Úi trời ơi. Mày hỏi ai đấy hả? Úi trời ơi. Con sen nhà ông Lý mà nó khệnh khạng cứ như là bà sen ấy. Ông bà để con. Này con sen kia, mày là ai? Tao là ai thì mày không cần biết. Úi giời. Nhá. Này, tao nói cho mày biết. Mày cũng chỉ là phận tôi tớ ngang tao thôi. Chứ còn gì. Mày đừng có to mồm. Khác nhau nhá. Tao ấy là tôi tớ, nhưng tao là con sen của nhà ông Lý. Còn mày ấy là tôi tớ của nhà ai? Tao không cần biết. Đây,
Sen. Sen xinh nhở. Sen này. Cụ Lý có nhà không? Không có nhà. Không có nhà. Thế cụ Lý có nhà không? Không có nhà. Vẫn không có nhà à? Thì cụ Lý có nhà không? Có nhà. Dạ. Mời ông bà vào à. Đi vào. Hết đi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mày mà vỡ của ông thì ông giết mày. Tại nó. Có mà tại mày. Cút. Sen ơi, hôm nào thì Phú đi chợ, Phú mua tặng Sen bộ quần áo mới. Minh ơi! Minh ơi! Ui dồi ôi, cái bộ này! Ui dồi ôi, bay mất chim của người ta rồi! Ôi, con này nó hiếm kinh khủng luôn! Mà mãi bao nhiêu công sức tôi mới dụ nó về đây! Giời ạ! Mình lúc nào cũng chim mới chả cỏ! Tết nhất đến nơi rồi! Nhà nhà người ta đi sắm Tết! Mỗi mình chả có gì cả! Mình không sốt ruột à! Này! Năm nào mà chả có Tết nhá! Nhưng mà có phải lúc nào cũng tìm được con chim quý thế này đâu rồi. Thôi em xin mình bây giờ vẫn còn chim với chả cò nữa. Mình thì thế nào cũng được. Nhưng mà Tết nhất thì còn có cái bánh chưng cho các con. Rồi còn sang nhà ngoại, nhà nội. Này, bà nhà rất là mau nước mắt. Vừa mới tí thôi mà nước mắt đã ngắn nước mắt dài. Mà tôi nói rất lạ nhé, ở nhà có hai vợ chồng nhé. Mà thế nào tôi đi đến đâu thì chim cò nó cứ theo tôi đến đấy. Còn bà chỉ nhìn thấy cái bóng của bà thôi rồi nó cũng bay mất là thế nào. Mình cứ ngồi đây chờ chim thì đến bao giờ mới có cái Tết. Ô hay, buồn cười à? Làm sao? Lại còn làm sao nữa? Vợ chồng mình thì không sao. Nhưng mà phải kiếm cái Tết cho con. Rồi còn Tết ngoại, Tết nội. Mình tính thế nào? Ui giời ơi. Năm nào bên nội bên ngoại tôi chả biếu mỗi bên một con chim. Mà con chim của tôi nó còn quý ngàn lần con gà. Mình nói thế mà mình cũng nói được. Tết nhất thì không lẽ thì cứ ngồi ngắm chim không à? Không ăn cái gì à? Ui, nói nhiều thế nhỉ? Mình ơi, cái em gì? Có cái ý thế này mình nghe có được không nhá? Lúc nãy em đi chợ ấy, xong rồi em đi qua nhà ông Phú, rồi em gặp cậu Thóc. Cậu Thóc cậu ấy bảo là ông Phú ông cũng thích chơi chim giống như mình đấy. Thế à? Vâng. Ôi ông ấy thích chim mà ông ấy quý chim lắm. Thế à? Ông ấy đang tìm một người mà biết huấn luyện chim. Ông ấy trả lương cao lắm. Mình mà đi làm thuê cho ông ấy được thì nhất mình ạ. Điền, Điền. Dạ. Này, thằng này không đi làm thuê nhá. Nhá. À không, khổ quá. Đây không phải là đi làm thuê. Mình đi làm công. Xong rồi ông ấy trả tiền cho mình là làm công ăn lương ấy mình ạ. Có được không mình? Để tính đã. Tính gì nữa? Tính nhanh lên, không có hết Tết rồi. Nhá. Ông Phú cũng thích chơi chim à? Ôi, ông ấy thích lắm. Ông ấy mê chim mình ý. Thế ông Phú cũng mê chim à? Ông Phú chảy ông ấy mê chim lắm. Mê chim gần bằng mình ý. Mình mà sang đấy nhá, coi như là mình có đất dụng võ rồi. Người ta gọi là anh hùng kỳ ngộ chim. Kỳ ngộ thôi, còn kỳ ngộ chim. Anh hùng kỳ ngộ. Đúng là đàn bà. Mình thấy thế nào? Để tính nữa. Tính gì mà tính nữa. Em chỉ mới tưởng tượng thôi là em đã biết là cái Tết này nhà mình ấm no rồi đấy. Mà rồi ôi, công lớn là thuộc về mình đấy mình ạ. Thế sao không trong choác như vừa nãy đi? Chẳng chắc cái gì. Thế thôi mình đồng ý rồi nhá. Em gọi cậu Thóc vào đây để thư chuyện với mình nhá. Cậu Thóc ơi, đi vào đây. Nhà tôi đồng ý rồi đấy. Vào đây tôi thư chuyện với nhà tôi rồi. Đi vào đây.
sồn sồn như này. Ôi dồi, thì có gì mình nói chuyện đúng là không? Cao nhân cứ phải lên đến đỉnh núi thì mới gặp được. Dạ em chào bác. Dạ bẩm bác là giới thiệu với bác, em là thằng hầu nhà cụ Phú Chày làng bên. Tên gì? Dạ em tên là Thóc ạ. Ôi dồi, ông thì tên là Tiêu chứ Thóc gì. Dạ vâng, nghe danh bác chăm chim đã lâu, thế hôm nay là ông em mới cử em sang đây để mà mời bác sang để chăm chim thuê cho ông em ạ. Đấy, đi về. Ơ thì về. Không không, mình ơi, mình ơi, đây không làm thuê cho ai nhé. Không không không, có phải làm thuê đâu mình. Đây là cậu Thóc, cậu ấy nghe nhầm, cậu ấy chưa hiểu ý mình ạ. À, đúng, có phải đúng, làm đúng, thuê đúng, đâu. Đúng rồi ạ. Dạ ý em là mời bác sang để đàm đạo về chim với cả ông em. Đàm đạo về chim à? Dạ vâng ạ. Thưởng trà đàm đạo chim ạ. Đúng có rồi. Úi, công lớn lắm ạ. Dạ riêng về ông Phú Trầy nhà em mới là, nếu như ai mà chăm chim tốt cho ông mới là ông thưởng công lớn lắm ạ. Đấy, nó phải thế chứ. Đàm thì... đạo mà vẫn phải có công chứ, bây giờ ai người ta còn đi làm thuê. Dạ thế là bác đồng ý rồi ạ. Được rồi, nhà tôi đồng ý rồi. Thế này nhá, bây giờ cậu Thóc về trước đi, xong rồi là ngày mai vợ chồng tôi đến nhà ông Phú Trầy để tư chuyện với ông Phú Trầy nhá. Dạ thế tốt quá, thế để em về em báo với cả ông em luôn cho ông mừng. Rồi, dạ cậu Thóc về nhá. Dạ em chào hai bác. Này, sang nhà cái con Mụ Yến đặt cho tôi 10 cân thịt lợn đi. Được rồi, em sẽ đặt luôn. Nhà ơi, thế mai nhà cho em đi theo sang để đàm đạo chim với nhà nhá. Vớ vẩn biết gì mà chim và cò mà đàm đạo. Thì em đi theo mình thôi. Quên, sai lầm. Cái gì ạ? Đáng nhẽ mang theo cái lục thì bắt được mấy con này. Bắt con gì? Đây tôi nghe đây có con thổ đồng ở đây này. Giời ạ, bây giờ mình sang ấy là mình chăm chim nhà người ta. Chim nó ở sẵn trong nhà rồi, chứ mình mang cái lục sang để bắt chim ở đâu nữa. Bắt con này là bán được ít nhất là vài hào đấy. Thôi, bắt chim mày để lúc khác. Bây giờ mình cứ chăm tốt chim nhà ông Phú đi, ông ấy trả thưởng cho đẫm mà. Sao nhà nó nhiều thế nhỉ? Chăm chim chăm cò là cái nghề của tôi từ bé rồi, sao nhà cứ phải nghĩ ngợi nhiều chứ. Em có nghĩ gì đâu, các cụ đã nói rồi, chẳng ai giàu ba họ mà chẳng ai khó ba đời. Hôm nay mà mình được việc ở bên nhà ông Phú à, sau này ông lại sang ông nhờ cậy mình tiếp thì có khi từ giờ trở đi là vợ chồng mình cũng khá lên rồi đấy. Đấy nhá, ở nhà cũng là cứ quăng quắc cái chuyện này là chồng chơi chim mới nghịch chim cả ngày không để ý gì đến chuyện gia đình nha, thấy chưa? Đến bây giờ này có người ta nhờ tôi sang đây để chăm chim cho nhà người ta, chứ có phải là nói bé thôi. Em dặn nhà nhá, bây giờ mình đi việc ấy, ở nhà mình nóng với em thế nào em cũng chịu được, nhưng mà đây mình đi làm thuê. Này, ai làm thuê? Thôi em xin, thôi. Ai làm thuê? Em xin nhà. Nhà nói bé thôi, không ông Phú cũng nghe thấy. Làm công. Rồi, em biết rồi, nói bé thôi. Mình đi làm công, rồi mình nhận lương được chưa? Thôi, thương em, một điều nhịn là chín điều lành nhá. Mình cứ làm tốt việc của mình đi. Thế xong rồi chăm chim cho người ta tốt rồi. Thì về thì mình muốn nóng thế nào em cũng chịu nhá. Biết rồi. Đây, em đã chuẩn bị sẵn ở trong này rồi. Cơm nắm muối vừng, mình ăn thì mình bồi bổ, mình chăm chim cho nó tốt nhá. Nhà ông ấy không thiếu gì mà phải chuẩn bị đi, để nhà cho các con ăn. Thôi ở nhà em có rồi, cái này em chuẩn bị riêng cho mình. Mình cứ cầm theo đi nhá, để phòng khi nào mà đói. Nhớ tôi dặn mấy cái việc mấy con chim của tôi chưa? Em nhớ rồi. Nó mà làm sao được chết với tôi đấy. Được rồi. À, cái gì? Em dặn thêm một điều nữa thôi. Lần này mình sang nhà ông Phú là mình chăm chim nhà người ta đấy nhá, chứ không phải là chim của mình đâu. Rồi muốn nghịch thế nào thì nghịch như ở nhà là không được. Biết rồi. Ngộ có nhỡ mà chim ông ấy hỏng ra đấy, ông ấy sang mắt đền em đấy. Này. Láo tuét. Sao ạ? Tại chim nhà người ta thì liên quan gì đến nhà hả? Mà người ta hỏng xong lại sang bắt đền nhà là thế nào? Mình hiểu sai ý em rồi. Đừng có thấy ông Phú, ông giàu có rồi nó bắt đầu sắp sửa đấy nhá. Mình cứ nói linh tinh cái gì đấy. Em làm gì có ý đấy. Ý em ý là chim nhà ông ấy hỏng mà ông ấy lại nhờ mình chăm cho, thì có phải là ông ấy sang ông bắt đền nhà mình, thì không là bắt đền em à? Nói nhiều nhá, tôi đã nói rồi. Cái nghề chăm chim là của tôi, mà tôi từ bé rồi, ba đời này rồi. Nhớ chăm sóc chim ở nhà của tôi. Nó mà làm sao để chết với tôi. Em biết rồi. Đây. Úi dồi ôi, con này mã đẹp quá. Đâu mình? Đấy, kìa.
con này mà bắt được là có mấy hào tiêu đấy. Thôi, tập trung vào chăm chim của ông Phú đi. Đến giờ mình ạ. Em vừa dặn mình thế nào? Đâu nhỉ? Sáng thì ra mình cứ đập bụng bụp vào cửa người ta. Thế không gọi thì làm sao nó biết được? Thôi mình thử ngó xem nào, có ai ở đấy không thì mình gọi nhỏ thôi. Không gọi to thì ông ấy dậy ông mắng đấy. Ai đây? Có cái chuyện gì đấy mà? Cậu Thác ạ. Sao hai bác đến sớm thế? Chim ông đã dậy đâu? Chim ông chưa dậy, nhưng mà cứ thấy hơi của tôi nhé, là tất cả chim đều dậy hết nhá. Cậu nhìn đây này. Trên này cơ mà. Ồ nhở. Đấy. Ê, lạ thật đấy. Bác làm kiểu gì mà bình thường ấy là giờ này ấy là chim ông ngủ say lắm. Mà sao bác gọi có em mà líu lo cả nhỉ? Thế thì mới nói là nhà tôi giỏi. Chim của ông Phú mà được nhà tôi huấn luyện nhá, sau này cứ hót líu lo cả ngày cả đêm luôn. Thế ạ? Mà thôi, nhà về đi. Cứ dòm ngó đấy, tham vàng bỏ ngã kìa. Mình cứ nói thế. Em đang tiễn mình. Thôi mình vào đi, nhớ những lời em dặn nhá. Em tranh thủ em sang thăm U. Lâu lắm rồi em chả sang hỏi thăm U. Biết rồi. Em về nhá. Tôi về nhá cậu Thóc. Dạ vâng, chào bác ạ. Mà này, nhà sang đẻ xong rồi về nhà luôn đấy nhá. Đừng có đi lang thang đấy. Mời bác vào ạ. Dạ. Dạ, thấy chăm chim ngồi đây ạ. Vâng. Ông ơi. Cái gì? Có thầy chăm chim đến không ạ? Khù. Con mời ông. Khù. Dạ. Chào ông ạ. Chào thầy chăm chim. Chào ông. Quý hóa quá. Đấy. Thầy uống nước đi. Dạ. Ông có con chim này mã đẹp, nhưng chăm sóc kém cho nên lông không mượt, gầy. Và... Đúng. Thầy có biết không? Tôi có cái thú chơi chim. Dạ. Nhưng mà tôi ngẫm mình là ba chờ. Ba chờ là thế nào? Thế này này. Chơi chim nhưng mà chăm chim thì chịu. À, tức là chim chơi chịu. Thầy vui tính quá. Thầy uống nước đi. Vâng. Thầy xem con chim của tôi đây này. Vâng. Tôi thấy nó đẹp. Vâng. Thầy có biết không? Dạ. Làng bên ấy cái lão Phú Tẻo ấy. Vâng. Cũng chơi chim giống tôi. Vâng. Lão có một con chim cũng đẹp lắm. Vâng. Nhưng mà tôi hy vọng rằng thầy chăm sóc con chim này của tôi. Vâng. Tết này tôi sẽ đưa sang đó cho lão Phú Tèo biết thế nào là chim của tôi hôm năm nay hot thế nào nhá. Vâng. Thưa ông, chơi chim, thú chơi chim là bây giờ là của nhà giàu đấy ạ. Vâng. Thế thì ông tính công xá thế nào ạ? Tôi thật với ông, tôi chơi chim thôi. Dạ. Chứ còn công xá thì cũng chịu. Dạ. Chịu thì có khi là xin phép ông tôi về. Dạ. Ê, đã mời được thầy đến đây rồi. Thầy cứ chăm giúp tôi. Dạ. Không biết đắt rẻ thế nào, nhưng mà thầy chăm sóc thế nào ấy cho chim của tôi lông nó mượt. Dạ. Nó hót hay. Dạ. Tôi sẽ gửi thầy 5 hào. 5 hào thì hơi rẻ. Thôi nhưng mà bước đầu cứ thế đã. Dạ vâng, thôi ông Phú đã nói thế thì tôi cũng xin nghe. Dạ vâng. Thôi thầy cứ ở đây chăm chim nhá. Dạ dạ. Tôi ra xem người ăn kẻ ở nó làm thế nào. Vâng nhá. Ạ, vâng ạ. Thầy uống nước đi. Dạ vâng ạ. Này bác ơi. Bác thấy con chim này của ông em nó có đẹp không? Con này dáng dấp là được, nhưng còn phải nghe giọng đó. Dạ, thế theo bác thì bây giờ con này phải chăm như thế nào? Việc đấy tôi có nói thì anh cũng không hiểu đâu.
Vâng, thế thôi, thế ba cửa đấy chăm đi. Có gì thì ba gọi em ra nhá. Ừ. Thì dạ. Cù, 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 cù. Thế bác chăm xong rồi ạ? Xong rồi. Dạ, thế thì để em mang ra ngoài vườn để cho nó đấu với cả cái bọn ngoài vườn. Ờ, cứ thóc nước đầy đủ là tốt rồi nhá. Dạ vâng ạ. Ừ, vâng vâng. Ừ. Nhớ bảo ông là trả tiền công luôn nhá. Dạ vâng. Bác ơi, đây. Ừ. Ông em gửi bác ạ. Ừ. Dạ. 2.5 hào. Sao lại chỉ có 2.5 hào? Hả? À, thì ông em bảo là chỉ trả nó 2.5 hào thôi. Thì bình thường nó đi cuốc đất thì cũng chỉ được có 2 hào. Thì trả nó 2.5 hào nó chả sướng quá. Cô này, ông mày là thằng lật lọng à? Hả? Dạ. Đã nói với tao là 5 hào, sao bây giờ trả có 2.5 hào? Đấy là ông em đưa cho em chứ em là người hầu kẻ hạ thì làm sao em biết được. Ông ở đâu à? Dạ, ông em đưa tiền rồi ông em lại đi có việc rồi ạ. Đi rồi ạ? Đi đâu? Em không biết ạ. Ôi, thế... thế này thì không được, không được. Đồ lừa đảo. Đã bảo rồi, không bao giờ đi làm thuê cho thằng nào cả. Bác ơi! Tông môn quần 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 nó dạy nhá, đồ lừa đảo, kẻ cướp khổ nhá. Quá. Ừ. Em có làm gì bác đâu mà bác cứ mắng em xơi cả đấy. Tao nói là nói với cái thằng thầy mày nhá, trước khi tao làm thuê cho nói là trả công tao 5 hào, thế mà bây giờ xong rồi đưa tao qua 1.5 hào, thế thì không phải là quân lừa đảo hả? Ừ. Thì tất cả cũng tại bác ấy. Sao lại tại đâu? Thì lúc đầu bác sang bác lại bảo là tôi không phải người làm thuê. Rồi bác lại bảo là tay nghề chăm chim của tôi là tiền không thể đo được. Thế nên là ông em mới vịn vào cái cớ đi để trả bác ít tiền đấy. Này, ông mày phải hiểu. Tao nói như thế có nghĩa là cái công tao nó phải cao hơn cái 5 hào chứ. Hả? Thì thế nó mới là ông em. Mày thôi đi nhá. Mày cũng lẻo mép không khác gì ông mày. Tao thèm. Tao thí cho ông mày nhá. Bác cái gì? Tao thí cho ông mày. Trộm! Ôi trộm. Ôi này, đứng lại. Mày đứng lại. Ôi. Bác tha cho em có cướp của bác đâu. Mày cướp của ai? Em cướp của lão Phú. Úi giời. Cướp của lão Phú à? Chạy đi. Ôi này, đứng lại. Này. Mày làm gì đấy? Hả? Mày làm cái gì đấy? Bắt được thằng trộm đi sao bác lại tháo đi làm gì? Nó có ăn trộm của mày không? Không, nhưng mà nó ăn trộm của ông em. Ăn trộm ông mày thì liên quan gì đến mày? Hả? Ok. Đây, này, trộm, mày. Trộm. Ông à. Trộm. Ông. Bắt được rồi. Đâu, bắt được đâu? Nó đâu? Nó đâu? Thả đi rồi. Ok. Sao mày lại thả nó đi? Nó ăn trộm của ai? Ăn trộm của ông. Thì nó có ăn trộm của tôi đâu mà tôi để bắt nó. Sao lại nói thế với ông? Này. Thế sao ông lại làm thế này với tôi? Hả? Lúc đầu ông nói với tôi là trả tôi 5 hào. Rồi cuối cùng ông đưa tôi có 2.5 hào. Cái đấy nó gọi là nhân quả nhãn tiền ông nhớ. Trời ơi, hai việc nó khác nhau. Mà mày làm gì thù dai thế? Thù dai cái gì? Hả? Ừ. Ông lại bảo tôi là cái việc chăm chim nó lại không thể là so sánh với cái việc làm ruộng được. Ông đúng là cái chăm chim hay làm ruộng là khác nhau. Làm ruộng là tay chân. Ừ. Còn chăm chim nó là nghệ thuật. Ông biết thế, nói như thế mà ông trả tôi thế này à? Mà nghệ thuật thì không cần tiền. Ui giời, nghệ thuật nó cao quý, nó không cần tiền. Còn lao động chân tay cái loại đấy mới cần tiền. Thế thì thằng trộm mày nó cũng không cần tiền. Ông giỏi thì ông đi vào bắt nó đi nha. Không phải lo. Ông sẽ tìm được nó ngay. Cái gì đấy mình? Cái gì đấy? Mình ơi! À? Cướp! Cướp đâu? Cướp lấy hết rồi mình ơi! Cái gì à? Nó vừa chạy đằng kia kìa! Cái thằng bình hoạt á? Đúng rồi! Lấy của em rồi! Nhà cứ bình tĩnh! Không phải cướp mà đây là thằng trộm! Nó cướp à? Thế nó cướp nhiều không? Nhà em mất 5 đồng! Cái thằng bịt mặt đúng không?
sao? Cậu thấy chưa? Nếu mà cậu giữ nó lại ý, thì tôi vừa lấy lại được tiền, mà vợ cậu thì không bị cướp. Thế này thế nào hả mình? Tao còn thế nào nữa? Vừa nãy ý, là cái thằng trộm ấy nó vào nó ăn trộm của ông em. Thế xong là chồng bác bắt được rồi. Thế đến lúc mà chồng bác hỏi là mày ăn trộm của ai? Thế thằng ấy bảo là ăn trộm của Phú ông. Thế là chồng bác thả nó ra luôn. Thế là nó chạy ra nó ăn cướp của bác đấy. Sao mình lại làm thế? Sao mình lại thả cho nó đi? Tôi tức. Tôi tức. Làm sao mà tức? Kìa cả. Ông kìa cả. Tức tôi. Này, rõ ràng là hôm qua đã giao hẹn rồi. Là tôi sang tôi làm cho, tôi chăm chim cho ông ấy. Ông sẽ trả tôi 5 hào. Thế mà lúc về, ông đưa tôi có 2 hào rưỡi. Sao bác lại trả nhà em có 2 hào rưỡi? Thế này, đầu đuôi câu chuyện là thế này. Tất cả là tại chồng cô ấy. Tôi thuê sang chăm chim. Mấy con chim của tôi lông rất mượt. Chăm thế nào mà rụng hết cả lông đi. Tôi bực mình, tôi mới trừ 2 hào rưỡi. Thế đấy. Sao thế mình? Ông ấy không biết lại còn hay nói. Cái mùa này ấy, là cái mùa chim nó thay lông. Tôi phải nhổ bớt đi để nó ra lông mới. Thì sau này nó mới hót hay được, lông nó mới đẹp được. Này, nhà tôi lại ba đời gia truyền về chăm chim thì chẳng nhẽ tôi lại để rụng lông nhỉ ông? Này, thế ra là cậu nhổ hết cái lông chim mượt của tôi à? Không phải nhổ hết. Cái lông nào cần nhổ thì tôi mới nhổ. Còn nhưng mà nó vẫn sơ xác cả con chim mới ra. Thì cái mùa đấy nó thay lông, ông... Thế như vậy là chăm chim là phải nhổ đi cho nó thay lông, nó mọc lông khác cái gì? Đúng rồi. Thế mà cậu nói sớm cho tôi thì có phải là tôi không trừ 2 hào rưỡi của cậu không? Em mất Tết rồi, em mất tiền. Thôi, tôi không phải khóc nữa. Qua việc này, tôi xin lỗi cậu, tôi đã hiểu nhầm cậu. Nhá, đây, tôi giả cậu thêm 2 hào rưỡi nữa. Đây. Dạ, em xin bác ạ. Ừ. Tôi cũng xin lỗi ông. Tôi lại ích kỷ quá. Giận ông bắt được thằng ăn trộm nhà ông lại không giữ lại để lấy lại tiền cho ông. Thế rồi cuối cùng này, nhà tôi cũng mất tiền. Đúng là nhân quả nhãn tiền mình ạ. Thôi, qua câu chuyện này chúng ta rút ra một bài học. Dạ. Sống là phải hướng thiện. Vâng ạ. Trời ơi, sao mà giờ này mà cơm nước vẫn chưa có à? Mày đâu rồi, lên đây. Dạ, con đây ạ. Mày làm gì? Mày làm gì mà để tao gọi bao nhiêu câu mày mới lên, hả? Dạ, con làm theo lời dì dặn. Dọn dẹp nhà cửa, với nấu cơm ạ. Ờ, thế lời tao dặn như thế nào? Tao dặn mày là trước khi tao về, phải có mâm cơm ở đây cơ mà. Mâm cơm của tao đâu? Dạ, con để ở dưới bếp ạ. Đi xuống bếp lấy cái que lên đây. Dạ. Nhanh cái chân lên. Dạ đây ạ. Quỳ xuống. Dạ. Xòe tay ra. Dạ. Xòe. Hư này. Rụt à? Mày rụt tay à hả? Tao ôi bảo mày ơi, ở nhà làm gì? Gì có xin gì? Tao bảo mày nấu cơm cho tao, mày nấu chưa? Mày chỉ biết ăn hại thôi. Mày nói đi. Mày nói đi. Tao bảo mày câm mồm cơ mà. Mày định cho cả cái làng cái tổng này nghe thấy, để mọi người nghĩ tao là gì ghẻ con chồng à? Dạ con không dám đâu ạ. Bây giờ mày làm gì? Xuống bếp, mang mâm cơm lên đây. Dạ. Đúng là không được cái tức sự gì. Con dâu đã về rồi đấy à? Vâng. Thế tôi không về thì tôi đi đâu? Tôi không về thì lại nói là tôi không vun vén cho nhà chồng. Mà tôi về thì lại nói này nói nọ. Thế con dâu đã ăn gì chưa? Sao lại ăn gì? Ăn gì là ăn gì chứ?
làm cả ngày mệt nhọc, chỉ mong chờ có cái bữa cơm. Về nhà có cái bữa cơm mà bây giờ U lại hỏi tôi ăn gì, thế là như thế nào? Thế chẳng lẽ tôi ăn ở ngoài à? Tôi ăn ở ngoài thì lại nói tôi tiêu hoang, không giữ của cho gia đình. Đấy, số tôi nó khổ thế này à trời ơi. Người ta làm lẽ thì người ta đáng lẽ là phải được sung sướng, được chiều chuộng. Còn tôi đây này, hết gông mẹ chồng rồi đến gông cả con chồng. Ôi giời ơi. Thôi. U có nói cái gì đâu. Đấy là U thấy chị về thì U muốn hỏi thăm chị một tí thế thôi mà. U không nói. U không nói là nhưng mà U nghĩ. U nghĩ như thế thì U mới nói ra như vậy. Thì thôi. Thế thì U cũng chả nói gì nữa đâu. Thế thôi, thế chị muốn làm gì thì làm. Đấy, bây giờ U còn khinh tôi, U coi thường tôi, U không thèm nói chuyện với tôi đúng không? U để tôi nói chuyện một mình đúng không? Trời ơi, thằng tí đâu, cơm của tao đâu, lâu thế. Dạ, cơm đây ạ. Mày mang cái dạ của mày ra đây. Mày làm gì ở dưới bếp mà lâu thế? Dạ, con sắp cơm mang lên cho dì ạ. Xới cơm. Dạ, con mời dì ạ. Cái gì đây? Hả? Mày định làm cái gì? Mày cho tao ăn cơm cúng à? Mày muốn tao chết đúng không? Dì ơi, con xin dì. Mày xới bát cơm cúng này là để tao chết đúng không? Dạ, con không có ý đó. Xới lại. Dạ, đây ạ. Cái gì đây? Hả? Sao lại có một tí như thế này? Hả? Mày muốn tao chết đói à? Hả? Trời ơi, tôi đi làm quần quật ở bên ngoài như thế mà bây giờ về nhà nó còn không cho tôi ăn cơm, nó để tôi ăn như thế này đấy. Rồi mày muốn tao chết đói, bà mày và mày muốn tao chết đói đúng không? Dạ, để con xới lại ạ. Dạ đây ạ. Dạ, để con gọi bà ra ăn cơm ạ. Không phải gọi. Bà nói là không muốn nói chuyện với tao nữa rồi. Chắc là ông không ăn cơm đâu. Quỷ đấy, phạt không cho ăn. Mình ơi, tôi về rồi này. Nào, con lên trên đi, dì xới cơm cho con ăn nhá. Dạ. Ôi trời, đâu con ăn gì nào? Mình. Kìa mình. Dạ con chào thầy ạ. Mình ơi, mình về rồi đấy à. Trời ơi, sao mình về mình không báo. Mình ơi, em nhớ mình lắm. Mình, ôi, tay của mình có đau không? Chân của mình có đau không? Mình có đau lưng đau vai? Mình không cho tôi nói câu nào à? Không, em không cho mình nói đâu. Em nhớ mình lắm, em không để mình nói đâu. Kìa. Rồi, được rồi. Kìa. Mình. Tí. Thầy ạ. Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Ô, sao mặt lại lem nhem thế này? Dạ. Đấy mình, em ấy thì làm quần quật cả ngày, đến bữa vào bếp nấu cơm mà con chả hiểu sao cứ đi chơi nghịch bẩn đến như thế này này, chả giúp em gì cả. Sao con lại nghịch thế hả? Ở nhà phải nghe lời dì chứ. Dì nói như thế nào là con phải nghe, rõ chưa? Vâng ạ. Đấy mà thôi, đừng có làm phiền thầy nữa, để cho thầy đi ăn cơm chứ. Mình cứ từ từ để tôi hỏi chuyện nó đã. Nghe thầy hỏi đây. Thế ở nhà con có ngoan không? Dạ con có ngoan ạ. Tốt. Ở nhà có nghe lời gì không? Con có ạ. Thế là được rồi. Thế thôi, vào rửa mặt rồi ra đây ngồi ăn cơm. Vâng ạ. Mình ơi, em xới cơm cho mình nhé. Này. Dạ. Thế U đâu?
mình nhắc em lại não hết cả lòng. Đấy, cả ngày em làm việc quần quật rồi, em phải chăm cho cu tí. Em chăm U, em nấu cơm nấu nước sẵn như thế này rồi, em gọi U ra mà U có chịu ra ăn cơm đâu, U còn dỗi cái kìa. Mình xem đấy, em thì cũng xinh đẹp, có thua kém gì ai đâu, mà phải lấy mình làm lẽ, có khác gì mà con ở nhà này đâu. Kìa mình, đừng có nói thế. Thôi được rồi, chuyện với U ấy, ngày mai tôi sẽ nói chuyện, được chưa? Vâng. Em ở nhà làm việc mệt nhọc, mình làm sao biết được. Tôi đi làm ăn xa, để tôi kiếm tiền về nuôi gia đình, mình đừng trách tôi như thế. À, thế ý của mình là mình đi làm kiếm tiền, còn cái con này ở nhà làm như một con người hầu đúng không? Rồi rồi rồi, tôi xin. Đây, nhắc đến chuyện đi làm ăn xa, chuyến này tôi với chú Thân đánh được một chuyến hàng cực kỳ lớn. À thế à? Ừ, có quà, có quà. Có quà cho em à? Đây. Ôi, yêu mình thế. Ơ, thế chú Thân đâu? Mình hỏi lạ thật đấy. Chú Thân chú về nhà chú ý chứ. Sao lại về nhà? Về nhà là về nhà thế nào? Mình phải mời chú Thân sang đây để ăn cơm chứ. Ơ, thì chú Thân chú ý có vợ, có con chú ý ở nhà thì chú ý về. Sang bên nhà mình làm cái gì? Mình làm thế người ta lại suy nghĩ em không nhiệt tình với bạn của chồng thì sao? Thôi được rồi, ăn cơm xong tôi sẽ gọi chú Thân sang bên này ngồi uống trà, được chưa? Đây, mà thôi, để em xới cơm vào cho U, chứ không lại mang tiếng là em là con dâu không hiếu thảo. Tôi biết rồi. À mình ơi. Ơi, thế chuyến hàng này xong rồi bao giờ mình đi tiếp? Có lẽ là sáng mai tôi đi luôn. Cái gì? Vừa mới về mà sáng mai đã lại đi á? Lỡ hẹn với bạn hàng rồi nhá. Mình đi luôn đi. Đi luôn đi. Kìa mình, sắp Tết rồi, đánh nốt chuyến này tôi còn nghỉ chứ. Nhá, nghe lời tôi. Về nhà ăn được bữa cơm xong lại đi luôn. Kìa, đừng có giận dỗi như thế. Thôi, xới cơm cho U rồi mang vào. Đây. Ấy kìa, từ từ, cho một chút thức ăn vào chứ. U không ăn thức ăn. Ơ kìa Minh. Minh. Anh Hợi ơi! Anh ơi! Anh Hợi ơi! Úi giời ơi! Đâu? À, ai đấy? À, ai mà la lối om sòm đấy? À, chị ạ, à, em Thân. À, dạ. À, chú Thân à? Dạ vâng. Ờ, thế chú đi đâu mà sang đây? Dạ, em sang em hỏi anh Hợi. Đây, đi vào đây đã. Sao đây, dạ. Có gì thì ngồi xuống đây, mình nói chuyện. À, dạ ngồi. Chú cứ ngồi xuống. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, vâng. Chú uống nước. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Thế chị cho em hỏi là anh Hợi anh đi đâu rồi ạ? Anh Hợi? Mở mồm ra là anh Hợi. Dạ. Thế không có anh Hợi thì có chị Hợi đây. À, việc gì cứ phải anh Hợi nhỉ? Dạ không, có cái việc này em sang em tìm anh ý, bởi vì chỉ có em với anh ý làm được thôi. Còn chị chắc là không làm được đâu ạ. Không, không bao giờ nhá. Trên cái cuộc đời này á, tôi chưa có một việc gì là tôi chưa làm được nhá. À, dạ. Vâng, chẳng qua là em sang đây em muốn tìm anh Hợi để em với cả anh ý lên nhà cụ Lý xin cái cháp để đi qua cổng. Mà cổng thành không có cái cháp đấy, không qua được, có khi người ta còn giữ lại chị ạ. Vâng. Giữ lại á? Dạ vâng ạ. Ui dồi ôi. Không đi đánh hàng được. Ui thế á? Vâng. Thế ví dụ cụ Lý mà không giữ ý, thì cũng có người khác giữ đấy. Ấy, chị nói thế nào ý? Em lạ gì cái người ở cái làng này? Ngoài cụ Lý ra không ai có thẩm quyền được giữ người khác ở lại. Làm gì có ai? 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 Tôi. Chị Hợi, em xin phép ạ. Ôi trời. Cái gì thế ạ? Sao hả chị? Ôi, dâu em bị sao? Không phải dâu. Dạ. Ôi. Sao?
Rách gì ạ? Không rách. Chú đứng dậy. Đứng dậy. Xoay một vòng. Tôi chết. Sao thế hả chị? Nữa. Ôi giời. Ui giời. Vâng. Đấy, tóc tai kìa. Dạ. Vâng. Có vấn đề gì thế ạ? Dạ. Thì tại sao như thế nhở? Sao ạ? Cùng là con người nhá. Vâng. Cùng chơi với nhau. Dạ. Thế mà chú này, đéo ơi, người quần áo ăn mặc thì tươm tất. Còn chồng của tôi thì rõ là luộm thuộm. Chú chơi cùng mà chú chả bảo chồng tôi gì. À thế ạ. Vâng, em cũng bảo anh Hợi suốt. Đi đánh hàng thì nhiều lúc là muốn thuận mắt khách thì mình cũng phải ăn mặc cho nó tươm tất. Đúng rồi. Nhưng mà anh ấy bảo là thôi, những cái vấn đề đấy thì chú mặc đi, chú nói chuyện với khách hợp hơn tôi. Còn tôi ấy, là chân tay lao động của tôi khỏe. Tôi chỉ mặc như thế này cho nó thoải mái, bốc hàng cho nó dễ. Vâng. Mà cũng công nhận. Dạ. Đúng là người đẹp ấy thì mặc cái gì nó cũng đẹp. Dạ. Chứ còn chồng tôi ấy, dạ, tôi cũng may cho nhiều gấm vóc lụa là chứ có phải là ít đâu. À, thế nhưng mà mặc lên nó không có hạp, nó xấu lắm. Ô, thế tức là may rất nhiều quần áo đẹp mà không mặc. Chị xem nào, chị cho em. Việc gì phải xin. Đằng đấy không cần xin thì đệ cũng cho nhá. Úi, thế ạ? Vâng, em cảm ơn chị Hợi nhiều ạ. Dạ, vâng. Hôm nào chị thu xếp cho em, chị cho em tất cả những cái đồ mà anh không mặc chị nhá. Thế thì thì không phải xin. Ở đây hôm nào rảnh thì đây mang sang cho bên đấy nhá. Ôi, dạ. Đội, chị ơi, anh Hợi đâu rồi ạ? Lại anh Hợi. Suốt ngày anh hỏi thế nhở? Thì đấy, thì em cũng muốn sang, em muốn hỏi anh ý thôi, là để em với anh ý lên nhà cụ Lý để xin cái cháp, để đi qua cổng thành. Không thì người ta không cho đi qua để lấy hàng, có khi người ta còn giữ lại. Đang tắm trong nhà ấy kìa. À, đang tắm ạ. Vâng, thế thì mà thôi. À, khi nào anh ý tắm xong thì có gì chị bảo anh sang qua em. Vâng, em xin phép chị ạ. Ôi, từ, ở đây. Thôi em về luôn. Sao về vội thế? Dạ, thôi. Bảo đợi đi ra để lên cụ Lý cùng thì lại đi về trước. Đúng là người gì đâu. Mình ơi. Vừa rồi có chuyện gì mà ý éo xì xèo thế? Bạn của mình ấy, chú Thân ấy. Chú Thân á? Chú Thân làm sao? Chú Thân sang đây hỏi mình cái việc gì mà sang bên cụ Lý. À thế à? Thế mình có bảo là tôi đang tắm không? Thì chả bảo. Thế sao lại về nhỉ? Ai mà biết? Mà mình xem lại bạn bè của mình đi. Chú Thân thì làm sao? Thế em không nói đâu. Cứ nói đi. Có chuyện gì cứ nói ra. Nhanh lên. Em mà nói ra thì lại mang tiếng. Hỏng hết tình nghĩa anh em. Vợ chồng ấy, đầu ấp tay kề, có chuyện gì cứ phải nói luôn để giải quyết luôn nhá. Nói ra. Mình ơi. Làm sao? Lúc nãy chú Thân chú sang đây chú hỏi mình, thế em mới ra tiếp. Vì mình đang tắm mà. Khi chú đứng gần em, xong rồi chú cứ nắm tay nắm chân em ấy mình ạ. Cái gì? Chú Thân nắm tay nắm chân mình á? Thế chẳng lẽ là em tự nắm? Mình đùa tôi đúng không? Chả đùa. Tôi còn lạ gì chú Thân nữa. Tính chú Thân là một người rất chính trực, không bao giờ nắm tay nắm chân phụ nữ đâu. Ý của mình là như thế nào? Mình nói thế là ý gì? Ý là nói tôi bịa đặt. Tôi là người lăng loàn đúng không? Đấy. Đây là mình còn ở nhà mà mình còn suy nghĩ tôi là người như vậy. Thế những lúc mà mình đi làm xa, mình không ở nhà thì mình nghĩ tôi là con người như thế nào? Rồi. Thôi. Đấy, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi giả mẹ của anh, giả con cho anh đấy, của anh cả. Rồi, tôi xin lỗi mình. Tôi tưởng mình đùa thì tôi đùa theo ấy mà. Hay đùa. Thôi, để tôi sang, tôi hỏi chú Thân cho ra lẽ nhá. Thôi, lại đi à? Bao nhiêu ngày tháng, về được một hôm, xong bây giờ lại đi. Tôi nói với mình rất nhiều lần rồi, đây là chuyến hàng cuối cùng, chuyến hàng Tết rất quan trọng. Nếu mà không đi chuyến hàng này nhá,
thì năm sau ấy công việc của tôi sẽ không hanh thông đâu nhá. Thôi cứ để tôi sang bên đấy. Đi luôn đi, đừng có về nữa. Kìa mình phải hiểu cho tôi chứ. Tôi đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Mệt mỏi lắm chứ đùa à. Này, chuyến hàng Tết cuối năm ấy, số tiền tôi có sẽ gấp đôi số tiền vừa rồi tôi đưa cho mình đấy. Thế á? Tôi sẽ đưa cho mình hết. À, mình đưa cho em hết à? Không giữ đồng nào cả. Ừ, đấy. Thế thôi, thế mình cứ đi sớm rồi về sớm nhá. Ừ. Rồi, tôi đi sớm về sớm với mình. Ừ, đừng có để người ta chờ lâu. Rồi. Người ta đã chờ bao nhiêu lâu rồi, khô héo hết cả người đây này. Ở nhà chờ tôi nhá. Ừ. Tôi đi nhanh rồi về nhá. Ừ. Rồi. Đây rồi. Mình đây. Làm sao mà nóng như lửa thế? Ôi giời ơi. Này, từ từ, nguội đi. Cáu giận nó là kẻ thù của nhan sắc đấy mình ạ. À. Làm sao? Nhưng mà tôi tức. Làm sao? Nhưng vừa làm lại cái đi động tác vừa rồi trong lần như nào động tác nè. Tôi điên. Đấy. Cái mà tôi điên thì nó là rất hợp với mình. Mình mà cái dịu dàng nết na trông nó lại không xinh. Mình cứ điên nên là trông nó xinh rực rỡ. Này nào có chuyện gì nói cho mình nghe. Úi nhưng mà tôi điên lắm đây này. Làm sao? Đây nhá, tôi bảo cho anh nghe nhá. Ừ. Ở nhà ấy, tôi phải chăm sóc một cái con mụ già. Đã già rồi lại còn mù nữa cơ. Ôi khổ, thương mình quá. Chăm sóc người già vốn đã khổ lại còn bị mù nữa thì lắm tật lắm. Thì thế, ôi dồi ôi nhá. Ăn rồi, thì lại bảo là chưa ăn. Thế. Tôi đưa tiền cho rồi, thì lại bảo là à, nhưng mà tôi đã cầm đâu. Ủa dạ. Rồi ôi điên ruột không? Lắm. Thôi cố gắng. Thế còn chuyện gì nữa? Chưa hết. Thế là như thế tôi nào? Tôi lại còn phải chăm sóc một đứa con của chồng. Nó có phải là máu mủ do tôi sinh ra đâu. Đúng rồi. Ôi. Máu mủ ruột dạ do mình sinh ra. Chăm chút nó thì có làm sao đâu. Thế nhưng mà đây lại không phải con mình. Rồi ôi lại phải rửa đít. Thôi thì phải biết. Nào là rửa đít không? Ui rồi tối nó đái dầm ra đấy ướt hết váy của tôi đây này. Và váy đây lụa là gấm vóc bao nhiêu tiền? Thôi được rồi mình ơi bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Mình phải chịu khó. Bây giờ phải nghĩ cách. Mình ơi, mình có muốn ở bên cạnh tôi không? Thì ai chả muốn. Đấy, muốn thì phải cố gắng. Mình có muốn là mình và tôi sẽ đi một nơi thật xa. Ở đấy bình yên, không có ai quấy phiền. Thuê mấy đứa gia nhân hàng ngày nó hầu hạ. Để hai đứa mình hoan hỉ nha. Thế thì ai chả thích. Nhưng mà phải làm cách nào? Cố gắng lên. Chịu đựng thêm một thời gian nữa. Chấp nhận hậu hạ cái con mụ già mù đấy. Thế này thôi, chịu khó một thời gian, chấp nhận rửa đít cho cái thằng cu ấy thôi cũng được. Chỉ cần tỏ ra là mình nhiệt tình, tỏ ra là mình quan tâm chăm sóc đến hai người đấy là lão già kia lão sẽ phát hiện ra, lão sẽ thấy lúc ấy rồi thì bao nhiêu tài sản lão giao cho mình. Rồi ôi. Thôi. Lúc ấy nhé, mình ôm cả cái cục tài sản đấy đi cùng tôi biến về một nơi xa, mình thấy thế có được không? Nghe thì cũng thích đấy. Thôi. Nhìn thấy cái cảnh tượng đấy là tôi đã không thể nào chịu đựng được rồi. Thế nào? Hay thôi,
tôi không làm nữa đâu. Bao nhiêu tiền thì tôi cũng chả cần đâu. Ghê lắm. Bây giờ mình phải cố gắng lên. Cố gắng lên không phí mất bao nhiêu công sức mình đã làm. Không được. Tôi sẽ phải đốt. Ấy, không được, không được, không được đâu, không được đâu. Mình phải hết sức, bình tĩnh. Đốt thì nó cháy hết à, cháy hết cả cái gia sản ấy à. Thế thì làm sao mà tôi đàng hoàng đi vào cái căn nhà đấy mà ở với mình được. Không phải là đốt nhà. Thế làm nào? Mà là đốt cháy giai đoạn. Tôi sẽ phải làm nhanh lên. Làm mọi việc thật nhanh lên. Vậy thì mình làm như thế nào? Mình đã nghĩ ra cách nào chưa? Đương nhiên là tôi nghĩ ra rồi. Rồi. Bây giờ nhá, tôi sẽ dẫn một con mụ già đấy. Mụ đấy không nhìn thấy đâu. Mà cái thằng kia ít tuổi, làm sao nghĩ được cái gì? Sẽ cho hai người đấy đi vào rừng. Vào rừng rồi một người già bị mù, một đứa trẻ con không biết gì, thì làm sao mà về được đến nhà nhỏ? Thật là đốt cháy giai đoạn, thật là tàn ác, thật là tàn nhẫn đấy. Cái và kết làm sao? Là làm sao? Khi lão chồng tôi về mà lão ấy có hỏi thì tôi cứ bảo là em không biết gì đâu. Không được, không được, không được, không làm được. Làm sao? Tôi sẽ bổ sung cho mình. Như thế nào? Sau khi mụ già đi vào rừng rồi, mất tích cùng đứa trẻ trong rừng sâu. Đúng. Mình phải về nhà. Khi chồng nó hỏi, mình phải tỏ ra đau khổ. Đau khổ, đúng. Mình phải đúng, khóc nóc thảm thiết, đắng cay, tiếc thương gì chưa. Làm sao để thằng chồng nó thấy thương mẹ nó quá, thương con nó quá, nó lại đi vào trong rừng. Và nó đi vào trong rừng rồi. Nó cũng thương tiếc và nó bị lạc luôn trong rừng. Không phải lạc luôn trong rừng. Khi nó vào rừng sâu thì nó gặp ngay một con hổ dữ. Đúng. Nó ăn thịt thằng chồng. Lúc ấy thì tôi đàng hoàng bước vào căn nhà ấy. Và tôi sẽ là phu quân của mình. Mình thấy có ưng không? Thế lúc đấy rồi mình có nhớ là ai đưa mình vào nhà không? Nhớ, nhớ chứ. Nhưng mà trước mắt là hôm nay. Khi mà nó đi ra khỏi nhà, nó có đưa cho mình tiền không? Tôi đang cần tiền, có việc quan trọng lắm. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi. Khổ quá, hôm nay tôi có việc quan trọng, cần phải sử dụng đến tiền. Nó có đưa cho không? Đưa đây. Đây này. Trời ơi, tôi đang cần tiền, có việc rất là quan trọng. Tôi đi. Này, sao mà cầm tiền xong là đi luôn à? À đâu. Tiền là để tí nữa giải quyết công việc. Đây, cho nó vào đây. Còn bây giờ bây giờ thì làm sao? Tôi phải đi với mình chứ. Nào. Đi nào. Ôi. Ôi. Cái gì thế? Cái gì thế? Ôi, con? Hả? Chồng con, chồng con ơi. Chồng làm sao? Chồng làm sao hả? Chồng con đi đánh hàng. Con nghe người ta báo tin là chồng con bị cơn gió độc. Nên là bây giờ đang nằm liệt giường ở trên đấy rồi à. Ôi trời ơi, con nói cái gì? Con nói chồng con đang nằm liệt một chỗ à? Thế bây giờ nó đang nằm ở đâu? Uống cái bình tĩnh, uống cái bình tĩnh. Không là con dối không ơi? Uống cái bình tĩnh của nhá. Thế thì làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Con đây, con đây. Uống cái bình tĩnh. Con vừa được người ta mách là có cách chữa cho chồng của con. Có một thần y đấy sẽ chữa được cho chồng con luôn ạ. À. Ôi, thế thì con đi ngay lấy thuốc cho chồng con đi. Vâng. Thì con cũng vừa mới được nghe người ta mách là thần y ở trong rừng sâu mà cứ đi theo hướng đông là đến. Nhưng mà nếu con đi thì con lo cho U với cả thằng cu tí, con không đi một mình được. Thế thì làm thế nào bây giờ? Mà thầy này cũng lạ lắm U ạ. Thầy chữa bệnh bằng cái tâm, nên là phải đầy đủ gia đình của mình đi vào đấy thành tâm cầu xin thì thầy mới cho thuốc để chữa. Thế à? Vâng.
Ừ nhưng mà thôi, vì sức khỏe của chồng con, vâng, thì sáng sớm mai U và con, vâng, và thằng cu tí, vâng, chúng ta cùng đến nhà thầy Lang nhá. Dạ vâng, để vâng, lấy vâng thuốc cho chồng con nhá. Vâng. Được rồi, để U đi chuẩn bị đây. Dạ. Quả này bà một đi không trở lại đâu. U ơi, U xong chưa U ơi? Xong rồi, nhanh lên con, nhanh lên đóng cửa vào. Dạ. U ơi nhanh lên. Đây đây đây. Chứ không thì trời tối mất. Ừ. Xong rồi con. U ơi thầy á, thầy khó tính lắm. Ừ. Nên mình phải đi sớm U ạ. Ừ, con ừ, cầm ừ đấy. Nào. Đây mình đi bên này. Thế con đi. Con dì bà đi. Bà ơi bà đi từ từ thôi không có ngã. Ờ được rồi. U ơi, U nhanh lên đi ạ. Ờ. Con biết là U mệt, nhưng mà thôi U chịu khó nhá. U vất vả một tí để giúp cho chồng con mau khỏi bệnh. Ừ. Con nghe nói thầy Lang này giỏi lắm, chữa được bách bệnh. Thế à? Nhưng mà mình phải có cái tâm, mình phải đến tận nơi mời thầy về cơ. Ờ. Mà nhà thầy lại tít ở trong rừng. Thế thôi U con mình đi sớm về sớm không thì tối U nhá. Ờ, thế U con mình chịu khó vậy. Vâng, đi, vâng. Đi nha cháu nhá. Con đi với bà đi. Cứ đi đi, đi xem có về được hay không. Bà, ui giời ơi, nhanh cái chân lên nào. Đi cẩn thận đi nhá con. Hai bà dạ cháu đi nhanh lên. Ôi giời, đấy. Ôi giời ơi, thế con đi được không? Cái chân nhấc nhanh lên. Thế bây giờ là con nhìn được đường không thì bảo. Ờ, con đi chậm chậm một tí cho U theo kịp với. U có nhìn thấy đường đâu. Dạ đúng rồi gì ạ, bà không nhìn thấy đường đâu ạ. Mày im một. Ai cho mày nói leo hả? Ai dạy mày cái thói đấy? Thôi được rồi. Cu tí, con nhớ nhá, người lớn đang nói chuyện là con không được nói leo vào nghe chưa. Dạ. Con ơi, thế đã sắp đến nhà thầy Lang chưa nhỉ? Sao hỏi gì mà hỏi lắm thế? À, thì U con ta đi bộ cũng khá lâu rồi đấy chứ. Khi nào đến ấy, thì tôi khắc tự bảo. À mà U ơi, hả? Con bảo này, hả? Hay bây giờ như thế này nhá. Ừ. Bây giờ cứ dẫn U với cả cháu đi, thì có khi tới tối cũng không tìm được đến nhà thầy Lang ấy. Thôi, bây giờ U với cả con ngồi xuống đây, hả? Để một mình con đi tìm thầy Lang, một mình con chịu khổ cũng được. Một mình con á? Vâng, chứ bây giờ U ơi, con thương thầy nó lắm. Con ơi, dì xót cho thầy con lắm. Bây giờ con chỉ mong tìm được thầy Lang sớm để chữa bệnh cho chồng con thôi U ạ. Bây giờ dẫn theo U với cả con đi, đến tối có khi cũng không tìm được đến nhà thầy Lang. Sốt ruột lắm. U nhá, U ngồi đây U nhá. Mà U nhớ khi nào con về thì U mới được đi U nhá. Chứ U đi linh tinh ở trong rừng như thế này, lỡ bị làm sao thì con cũng không biết đường phải sống như thế nào U ạ. U biết rồi, U biết rồi. Dạ. Thôi, thế thì U với lại thằng cu tí ở đây đợi con. Thôi thì con thượng chồng con. Dạ. Thượng con trai U. Con chịu khó đi một mình nhá. Rồi U và thằng cu sẽ ngồi ở đây đợi con. Dạ. Con đi U nhá. Ừ, đi cẩn thận con nhá. Dạ.
tìm chỗ nào ngồi đi. Nào. Dạ. Đâu? Chỗ nào? Dạ. Ôi giời. Nào. Dạ. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Con có mỏi chân lắm không? Dạ con có ạ. Ừ, thế thôi bà con mình cứ chịu khó ngồi đây đợi dì. Dì đi lấy thuốc cho thầy con nhá. Dạ. Ừ. Con đói bà ơi. Hả? Con đói à? Ờ, thế con thử xem trong tay nải có còn cái gì ăn không? Dạ, không còn gì bà. Thế à? Ờ, chắc là dì con cũng sắp về bây giờ đây. Chịu khó nhá con nhá. Dạ, con khát nữa ạ. Ờ, khát nước à? Ờ... Ờ thế thì con đưa cái gậy đây cho bà. Hai bà con mình đi tìm xem ở quanh đây có cái suối, cái hồ nào không. Có khi có nước mà uống đấy. Nào. Dạ. Ờ, dẫn bà đi nhá. Dạ. Ôi trời. Ôi trời ơi. Nào. Ôi trời. Ôi trời. Đi cẩn thận đấy con nhá. Mình đi vào đây. Cứ đi vào đây đi mình. Nào. Đấy, mình đi sang đây. Không phải sợ gì đâu. Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy nó ghê ghê thế nào. Ghê là ghê thế nào. Bây giờ ấy, toàn bộ cái cơn cơi này là thuộc về hai đứa mình. Mình giỏi quá. Từ nay tôi không phải ăn ở khổ sở nữa. Từ nay tôi được ở trong căn nhà to rộng đàng hoàng rồi. Thế công là của ai? Công là của mình. Thế thì mình có chiều chuộng em không? Có. Thế nhưng mà này, hả? Tôi vẫn hơi lo một tí. Không biết là mụ già mù mấy đứa trẻ liệu là nó có về không? Về bằng mắt à? Ừ. Một người thì bị mù à... Còn cái thằng danh con kia nó có biết đường đâu. Mà trong rừng sâu như thế thì làm sao mà về được? Rồi ôi, hổ dữ thú dữ thì làm sao mà về được? Con mà mất xác rồi. Về bằng niềm tin. Được. Từ nay trở đi không còn ai quấy quả mình nữa. Tôi sẽ chiều chuộng chăm sóc cho mình mỗi ngày. Thì tôi thì hôm nay thì để tôi... Ông quay từ từ đã. Piu piu. Vào đây. Không cần thật đâu em. Trời ơi. Mình ơi! Mình! Mình ơi! Ôi! Ôi cái gì đây? Ôi Trâm! Này! Ôi Trâm! Ôi trời ơi mình ơi! Ôi trời ơi mình ơi! Mình ơi! Ôi trời ơi mình ơi! Kìa! Mình! Mình có làm sao không? Mình ơi! Trộm vào mình nhà! Trộm à? Vâng! Mình có làm sao không? Em sợ quá! Ôi, ngồi xuống! Sợ quá mình ơi! Mình ơi! Mình đi vắng! Ở nhà có một mình em, trộm nó vào trong nhà em sợ quá mình ơi. Thế U với cú Tí đâu? Đừng khóc nữa, U với cú Tí đâu? Em không dám nói đâu. Nói? Thì cú Tí nhà mình ham chơi, đi chơi với bạn ở trong rừng ấy. Các bạn thì về được, mà cú Tí thì bị lạc. Nên là bà thương cú Tí quá. Bà đi vào trong rừng tìm cô Tí rồi. Cô sáng mắt thì cô không đi tìm. Cô lại bảo U đi tìm là thế nào? Thì em có biết đâu. U cứ nặng nặng U đòi đi đi chứ. Mà em có biết đường đâu mà tìm. Bây giờ phải làm thế nào? Thế cô nghĩ là U biết đường đi tìm à? Hả?
Tại sao cô không đi cùng với U? Thế bây giờ phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Đi tìm U ngay. Không, từ từ mình ơi. Bây giờ trời cũng muộn rồi. Em lo cho sức khỏe của mình lắm. Để sáng mai đi. Sáng mai vợ chồng mình đi tìm. Sáng mai cái gì mà sáng mai? Đi tìm ngay bây giờ. Bà ơi, bà đi cẩn thận bà nhá. Ờ, đây. U. Ôi, U sống khôn đắc thiệt. U đừng có dọa con ơi. Này chị, tôi đã chết đâu mà chị phải khóc lên như thế. Con cứ tưởng U đang lạc ở trong rừng rồi á. Mạng của bà cháu tôi vẫn còn lớn lắm, cho nên không lạc mà cũng không chết được đâu. Vâng. Ôi, thế thì con đỡ lo rồi. Mình ơi, U vẫn còn sống mình ạ. À. Mình ơi, em cũng có lạc. Dám nói về U tôi nữa à? Ôi, cái Minh. Hả? Sao? Cô là một người vợ lăng loạn, người đàn bà khốn nạn. Cô dình lúc tôi không có ở nhà, cô đưa U con tôi vào trong rừng để cho hổ ăn thịt. Cô vào lăng loạn với nó. Cô còn gì để nói nữa không? Ôi, cái Minh. Sao mày lại đổ oan cho em như thế? Em lăng loạn với ai? Chú Thân đâu? Đi vào đây. Đi vào. Đây, nó đây. Nó đây anh ạ. Đi vào. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Tôi nói cô quỳ xuống. Bây giờ cô còn muốn nói gì nữa không? Mình. U ơi, U xin cho con với U ơi. Chắc là chị vẫn ngạc nhiên là tại sao bà cháu tôi lại về được đến đây đúng không? Lúc chị nói là đi vào rừng đến nhà thầy lang lấy thuốc cho chồng chị, tôi cũng đã sinh nghi. Nhưng mà vì thương con cho nên tôi vẫn cứ đi. Nhưng lúc đi vào rừng với chị là tôi... Bây giờ thì các người hết cái rồi nhá. Mình... Không nói nhiều. Giải lên quan. Phạt cái tội mưu sát. Đúng là ác giả ác báo.